Hello, chào các bác nha. Chào các bác quay trở lại video của em. Hôm nay video sẽ hơi mờ một chút nên là xem các bác thông cảm nhé. Này mình đi thì mình lại quên cầm cái máy quay chất lượng đi rồi. Đây thì nhân tiện có mấy con đực này thì mình sẽ quay lại cho các bác xem. Đấy, có hiện tại là cũng có khá là nhiều bạn là muốn hỏi cái dê đực để làm giống, cái dòng giống dê cỏ này ấy. Đây thì bắt đầu từ con dưới này trước nhé. Đây đấy, hầu như tất cả những con này thì đều chưa thay răng đâu. Đấy, dao động từ những con này là dao động từ những con này là nó khoảng rơi vào cỡ 18 cân này các bác, 17 18 cân gì đó, loanh quanh đấy hoặc là hơn một chút đấy. Đây, cho các bác xem này, khung rồi vóc dáng rồi chân tay, các bác xem luôn. Hôm nay thì video sẽ hơi mờ một chút nên là các bác cố gắng xem nhé. Chủ yếu là quay, hôm nay thì mình đi mình lại quên. Hiện tại đang có một bọn nó mấy con đực này đang đi theo nhau ấy. Nên là mình tiện này mình quay luôn cho các bác xem. Đấy nhé, thì hôm nay mình sẽ không quay video đâu. Đây là em đầu tiên này, khoang trắng bụng này. Đấy, bên trên này thì, con này thì nhỏ thôi, con này thì chưa. Con này thì chắc độ 13 cân quay đầu thôi, 11 đến 13 cân. Đấy, phải biết chính xác thì phải đặt vào cân. Hiện tại là cứ áng chừng nó vậy thôi, chứ còn chưa rõ. Đấy, những con này thì chưa đạp được đâu nhá, những con này chưa đạp được. Như con bên dưới này khoảng sắp xỉ 20 cân này thì tha hồ thoải mái thôi. Nhưng mà cũng vẫn còn hơi kém. Các bác về các bác chưa dùng luôn thì các bác nuôi ấy thì được. Này, ví dụ phối những con mẹ như thế này thì không đạt. Con đực nó phải đúng mà đạt đủ tuổi rồi về trọng lượng đủ cơ thì mới ok được. Đây. Tiếp tục tiếp theo đấy là có một em đây. Một em này cũng khá là sắc nét. Sừng thì cũng đủ dài rồi. Và em này thì cũng khoảng độ 19-20 cân đến 21 cân đánh quanh đấy. Đấy, thì các bác muốn cho nó ok thì nó phải rơi dao động vào khoảng độ 25 cân đấy, còn muốn tốt hơn thì khoảng 30 cân cơ thì nó mới đủ đảm bảo được. Đấy, em này là em thứ ba nhá, mấy con bên này nữa. Đây, ở bên trên này thì có một chú này nữa. Con này thì lại không thích người đến gần rồi. Đi hơi gần một chút thì nó lại di chuyển. Rồi, quay sơ sơ cho các bác xem. Con này thì to hơn mấy con trước. Con này thì nó sẽ dao động một khoảng độ loanh quanh 21 cân gì đó, 21-22 cân đấy các bác. Đấy, đây là con này. Rất là béo đẹp mượt luôn. Chân tay cũng rất là cao ráo, to. Đấy, bộ cà các kiểu rồi đồng đều. Đấy, chọn con đực thì chia sẻ với các bác như này. Thì các bác chọn con đực thì cũng một là hai mắt đủ này. Đấy, tai rồi răng. Đấy, chi, bốn chi đầy đủ. Đấy, béo đẹp. Rồi quan trọng nhất là cái bộ cà quyết định. Đấy, mắt phải sáng long lanh. Con này thì chủ yếu là mình về sinh sản thì phải quan sát cái bộ cà để quyết định rồi. Đấy, còn đấy là về cái trực quan ngoại hình. Còn này, các bác cũng phải về, có những con này nhìn rất là hầm hố thôi nhưng mà về nó lại không hề biết phối thì các bác bắt buộc là các bác phải đổi đi thôi. Những con đấy thì không còn cách nào khác. Đấy, các bác chăn nuôi dê thì bắt buộc các bác phải có một con đực. Đấy, thứ nhất là sẽ có mùi. Mùi của con dê đực sẽ quyết định đến cái con dê nó có động dục hay không. Các cái video trước thì ví dụ chọn giống của đợt trước thì mình cũng đã nói rồi. Thôi video này thì mình sẽ không nói về những con cái nha. Hôm nay sẽ nói con đực thôi. Con đằng trước này thì cũng là con đực nhỏ. Thì con này nó cũng chưa đến tuổi đâu. Con này thì cũng bằng con vừa nãy. Dao động là khoảng 11 đến 13 cân. Quanh khoảng đấy thôi. Đấy, và con nhỏ này thì con này con vàng vàng trước này là con cái.
Con này cũng là một con đực nhỏ đấy. Con đực nhỏ thì cũng rất là đẹp thôi. Đây. Và con này thì nó rơi vào khoảng độ 20. Con này sẽ dao động vào khoảng 24 25 cân. Đấy, những con dê này thì rất là lên cân nhá. Chia sẻ với các bác này, những con dê này rất là lên cân. Bóng mượt đẹp rồi long lanh luôn. Con này thì lại không sừng. Đấy, quay bộ cà rất là đồng đều. Đây, chia sẻ với các bác chưa có kinh nghiệm thì các bác đi sẽ lựa chọn thế này thôi. Đấy, để chúng ta thử, nếu mà nó không sung thì bắt buộc chúng ta phải đổi thôi. Nhiều con nó, chia sẻ với các bác là mình cũng nuôi cũng lâu rồi nhưng mà nhiều con nó không hiệu quả. Nhất về nhiều con nó chả nhận biết được đâu. Trừ phi có những con ấy lại còn phải phụ thuộc con khác thì nó mới đi đuổi đấy. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, con này thì cũng rất là ok. Thân rất là dài. Rất là dài luôn. Ăn cỏ các kiểu rất là chăm chú luôn. Đấy, mình sẽ di chuyển nhanh nhá. Ở khu này hôm nay thì nó lại tự dưng mà nó lại dồn mấy con đực đi theo, độ khoảng chục con ở đây, cả to cả nhỏ. Mấy con cái thì mình không tính đâu. Đây, tiếp tục ở bên kia. Cái này thì cũng một con đực nhỏ đây. Đây, ở đây thì vẫn còn hai con nữa. Hai con đực nữa thì mình sẽ cố gắng đi quay đi qua nhanh thôi. Con này thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 14 cân, 14 15 cân con đằng sau ạ. Đấy, con vừa chèn vào. Ba con, đây có ba con đực. Đấy, về ngoại hình thì cũng rất là ok thôi. Mấy con này thì mình đi gần thì nó lại di chuyển. Nên là thôi nhá. Thôi thôi, thế review mấy con ở trên thôi là ok rồi. Giống như là nó cũng sàn sàn như nhau ấy. Nó cũng không có gì là khác biệt lắm. Tức là cũng dao động từ khoảng độ 11 cân đến 26 cân thôi. Loanh quanh khoảng đấy thôi thì hầu như là đều như nhau hết. Và các cái con này thì cái mượt hoặc là ấy gần như xem như nhau đâu. Không có gì khác biệt lắm. Giống này thì không sừng, phù hợp với các cái hộ nào ấy đang trồng cây. Đấy, đang trồng cây bằng cái cổ tay này. Đấy, sau một thời gian nữa thì bọn nó ở tập trung thì sẽ nhìn rất là đông. Hiện tại thì cũng đẻ rất là nhiều rồi. Đấy, mình cũng đã lên ở cái video trước có loanh quanh hơn 20 con rồi. Bây giờ mà nó cũng đổ dồn đi ăn hết. Đấy thì các bác cũng thử nghiên cứu xem nhé. Khi các bác có địa hình rồi ấy, thì các bác cũng thử xem. Xem là có phù hợp hay không để triển khai cho cái mô hình của gia đình mình. Để phát triển tại kinh tế tại địa phương thôi. Đấy, có thể là nghiên cứu để cho những người ở nhà làm. Thậm chí là các bác xuất khẩu lao động ấy. Thì cũng có thể là ví dụ có người nhà rảnh rỗi, có nguồn lao động thì các bác cũng có thể nghiên cứu và có cái địa hình nữa, đặc biệt là cái địa hình nó phải có. Không thì triển khai đến lúc nữa không có khu bãi chăn thả thì cũng rất là khó. Mà cái món này thì thực sự là cũng không hợp với người cao tuổi lắm, mình chia sẻ đấy. Bởi vì nó phải di chuyển nhiều ở trên núi, chứ còn ở nông thôn vùng đồi ấy thì vẫn ok thôi. Đấy, những người nhiều tuổi thì vẫn ok, nhưng mà còn ở trên núi này thì mất sức hơi nhiều nên là cũng tuổi trẻ thôi. Tuổi trẻ thì làm nên cố gắng làm lớn một chút. Đấy, mong rằng là các bạn thanh niên cũng đang đi làm ăn xa để các bác xem để có nhiều động lực hơn. Cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin ấy, bởi vì mình cũng là thanh niên cùng nhau nên là cũng có gần như các bạn từ trang lứa tuổi đang còn học cấp 3 thôi. Cũng nhiều bạn cũng nhắn tin cho mình tư vấn rồi tham khảo, có thể là làm có thể hoặc không làm thì đấy là sự lựa chọn của các bạn sau này nhé. Các bác lựa chọn để có công việc nó đa dạng cái công việc của mình ra, để chúng ta quyết định là chúng ta lựa chọn làm cái nào. Mà chúng ta làm là chúng ta cũng phải quyết tâm cao. Đấy, xem xong thì các bác có nhiều động lực, rất có thể là làm hoặc là rất có thể là sẽ lựa chọn con khác.
ví dụ lợn chẳng hạn, đấy, ví dụ thế. Đấy, thì cũng chúc cho các bạn là xem video vui vẻ nhá, cũng giải trí. Và các bác nào ở gần đây thì cũng có thể đến giao lưu. Đấy, có thể là xem học tập được cái gì thì đấy là cá nhân từng người. Ăn rất là béo tròn luôn. Cũng có thanh niên ở khắp gần như các tỉnh rất là nhiều đấy, Cao Bằng, Bắc Cạn, rồi Lai Châu, Sơn La, đấy, Yên Bái, Lào Cai, nhiều lắm. Khu vực ở phía xa hơn thì có Thanh Hóa, Hòa Bình, rồi Phú Thọ, Thái Nguyên, thì mình cũng hỗ trợ gửi thuốc cho các bác. Đấy, các bác bảo cũng không có cái nhãn thuốc đấy thì cũng rất là cảm ơn những các bác đã lấy thuốc của nhà em xong rồi hỗ trợ cho các bác, cũng rất là nhiều bác quay lại cảm ơn. Đấy, ngày trước là mình gửi cho ấy, là mình gần như là mình đặt niềm tin luôn. Ngày trước ban đầu làm thực sự là mình cũng làm kinh tế và làm thật và chia sẻ cái vị trí thật của nhà mình ở đâu ấy, chia sẻ thật thì mình cũng làm thật, nên là hồi ban đầu ấy nhiều bác là mình cũng chả ấy đâu, chả quan trọng gì mấy lắm, nên là mình cứ gửi cho các bác chữa xong thì khỏi thì gửi lại cho mình một cốc bia hay là cái gì thêm gì thế thôi. Còn về sau nhiều bác gửi cho cũng khá là nhiều đấy, thực sự luôn, ban lúc đầu mình gửi cho khá là nhiều, về sau là mất hút luôn, nên là cũng thôi, hơi ngại ngại về sau thôi. Thì bác nào có thiện chí thì mình các bác gửi cái phí trước cho mình thôi. Còn thực sự là đi lấy những thuốc đấy thì nó cũng mất công các bác ạ, về mất công rồi điều chế rồi đấy, mất thời gian lắm. Và mình thì cũng rất là cần nhiều thời gian, hoạt động cũng nhiều cái nữa. Đó thì mong rằng các bác xem xong video thì các bác có thêm nhiều cái động lực nhá, đặc biệt là các bác đoàn viên có thể là làm các cái con vật khác để lan tỏa cái động lực thôi. Đấy, đã xác định làm thì phải làm lớn, có suy nghĩ lớn. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video nhé. Các bác thấy video bổ ích thì hãy để lại cho em một lượt thích và một lượt đăng ký kênh. Cái video này thì về cái mức độ chất lượng thì kém thôi. Tiện thì mấy con nó đang dồn ở đây thì mình chia sẻ với các bác. Hẹn các bác ở video tiếp theo nhá. Em chào các bác.